Hôm nay như lời hẹn thì Nhi sẽ đưa cả nhà ra đây tham quan phía bên khúc này có gì nhé. Đó đi bên này có gì? Đây là đường đi đá, luôn phải là đường dựng bê tông. Hàng cây bên này. Khúc này giống như là mình đang đi hiking vậy. Thông thường những đoạn đường đi hiking là người ta sẽ trải đá nhỏ nhỏ như thế này. Cả bên đây, cái người không có kẻ nhựa. Nhưng ở đây có mấy chú quạ ở trong này. Hai bạn quạ này đang thông dong đó. Thấy mình tới nó bay đi rồi. Khác. Chỗ này khá là lãng mạn luôn. Rừng cây che nắng. Mình làm một ly trà sữa hay ly cà phê gì đó vô đây ngồi. Rồi mình ngồi mình nói chuyện với nhau cả buổi trời cũng được. Mà không có tốn tiền chỗ nữa. Ở nhà mình có cà phê thì nằm qua đây uống cũng được. Không mắc mua. Cái gì bên này cũng mắc tiền hết rồi. Mình làm ở nhà sẽ ngon hơn nữa. Theo khẩu vị của mình. Cái này do một đứa là hay tiết kiệm. Như mình nói nha. Nếu mà ai không cùng ý kiến thì xin bỏ qua. Thông cảm cho đi nha. Phía dưới đây cũng có một cái lối. Cái lối đường ngọn. Cái này có thấy không? Mình vẫn đi xuống đây được nha. Mình đi cái lối đường ngọn bên kia. Đây. Đó này cũng đi xuống được nữa. Hôm nay Nini không đi khúc này. Mình quẹo lên lại nha. Mình đi ra tiếp bên này. Không hiểu sao mỗi lần mà đi chắc cây con đi vô những khu rừng về với mẹ thích như thế này, cảm thấy tinh thần của mình nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng lắm. Hy vọng là tất cả mọi người, cả chúng ta, những ai mà hữu duyên cùng xem video này với Nini sẽ có được cho mình những nguồn năng lượng tích cực. Mình làm mới tâm hồn của mình. Nếu như mình đang có những căng thẳng bộn bề của cuộc sống thì mình có những phút giây thư giãn. Bây giờ mình chưa đi được ra ngoài, chưa có thời gian đi hiking hay trekking một mình hay với bạn bè hay với những người thân, thì trước mắt thì hy vọng là những thước phim này sẽ làm cho cả nhà phần nào đó cảm thấy được thư giãn hơn, thoải mái hơn. Và nếu mà một chút gì đó cho mọi người cảm thấy được nhẹ nhàng tâm hồn mình thì Nhi rất là biết ơn. Mình đã làm được một điều gì đó nho nhỏ cho chính bản thân Nhi nè. Và cũng là một điều gì đó nho nhỏ cho tất cả mọi người, cho cả nhà. Mình đang thích những khung cảnh này cùng với Nhi ha. Mình cảm ơn mọi người đã cùng coi video này tới giờ phút này với Nhi. Bây giờ mình đi tiếp nha. Dạo gần đây thì tập cái thói quen là mình, nếu mà mình khỏe trong người rồi, bữa nào mà thời tiết thuận lợi thì mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Đi bộ. Ít nhất là mình tập luyện thể thao luôn, để giữ gìn sức khỏe của mình. Để có sức khỏe là có tất cả mọi người. Mọi người cũng đồng ý với đi phải không? Thì từ khi mà đi bắt đầu tập luyện đi ra ngoài đi bộ mỗi ngày 30 phút thì thấy là cơ thể mình khỏe hơn mỗi ngày, cái tinh thần của mình nó cũng tốt hơn mỗi ngày nữa. Nếu mà mình không có cái điều kiện đi tới phòng gym, nhưng mà cho đi thì với Nini thì Nini thích đi bộ hơn, tại vì mình cũng không có sức khỏe nhiều quá. Mỗi lần sau khi mình chạy thì mình cảm thấy tim mình đập rất là nhanh. Nên chắc là do cơ địa của mình nó cũng yếu, cho nên chính vì vậy mà mình phải rèn luyện sức khỏe.
nên là mình cũng muốn có rèn luyện, có sức khỏe, tiếp thêm nắng, vitamin D cho mùa đông sắp tới nè. Bây giờ những tia nắng này nó hiếm hoi lắm cả nhà, nó rất là đáng quý. Thật ra thì khi mỗi lần mà mình đi khám bác sĩ ở bên đây thì bác sĩ luôn khuyên là đi ra ngoài nhiều, gặp gỡ mọi người nhiều, tiếp xúc với không gian bên ngoài, không khí trong lành rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Nên bây giờ Ni đang cố gắng thực hành điều này mỗi ngày. Đi bộ, mọi người có thể lựa chọn những cái phương pháp tập thể dục nào mà mình thích nha. Nếu ai thích đi bộ thì đi bộ, ai thích chạy bộ thì chạy bộ, ai thích đến phòng gym tập những dụng cụ thể dục thì đến phòng gym. Cho Ni thì Ni thích đi ở đây hơn, thứ nhất là đây với một đứa, và cũng nói là thực hành tiêu chí là tiết kiệm là trên hết á, thì mình thấy đi bộ là một cái môn thể thao không tốn tiền và nó vừa có lợi nữa. Chạy bộ cũng vậy, nên khi chạy bộ thì mình phải sắm cho mình một đôi giày ok một chút, mình chạy nó mới đem chân. Thế là đi hiking thì mình cũng phải có sắm cho mình được một đôi giày vừa phải là cũng được rồi, không cần phải là một đôi giày hiệu hay là như thế nào đâu, chỉ là một đôi giày đi bộ, đi hiking bình thường được. Thật ra nên là đi lựa chọn phương pháp là đi bộ hiệu quả, có thể là ứng dụng được với rất nhiều mọi người. Bây giờ thì mình tập can đảm, mình dám đi vô đây một mình, không còn phải có ông xã nữa. Hồi trước thì mình sợ, là mình thấy đi một mình khán giả quá, mình sợ, mình không biết có gì không, mình cũng sợ chứ, nên là mình lựa chọn đi vào buổi sáng thôi. Chứ mà khi mà trời cút nắng rồi thì không nên đi một mình nha cả nhà. Thiệt ra thì có thể nói là ở bên đây khá là an toàn, mình dùng từ là khá là an toàn nha. Tuy nhiên là có những cái biến số đó, mình cũng không nói trước được, mình không nói ở đây là an toàn 100% nha. Cái sân ở đây có những cái trái dại khá là nhiều. Ở đây mình không nói là an toàn 100% nha mọi người, ở đâu cũng vậy hết. Đất nước này rất là xinh đẹp, bình yên, khá là rất là bình yên. Tuy nhiên đây cũng có một cái ghế rất là chiêu. Thùng rác này là để cho bỏ phân caca của mấy bạn cún nha. Ở đây người ta có set up cho mình một cái bịch rác riêng để bỏ phân cho mấy bạn cún. Thì người dân ở bên đây người ta nuôi chó rất là nhiều, mỗi ngày người ta phải dắt nó đi ra ngoài ít nhất một lần cho nó đi xả stress mọi người. Ngay cả những con bé cưng vậy nó cũng không phải được đi xả stress nữa. Thì ở thành phố rồi ở những hầu như tất cả mọi nơi đều được set up cái thùng rác rồi bao rác để lụm, mọi người tự chủ động lụm phân của những con bé nhà mình. Đây là cái chỗ, là cái ghế này chiêu chiêu hôm trước đi ngồi đây để phơi nắng nè cả nhà. Phía đây là cái khu cho tụi nhỏ chơi đó. Bên đó là những chú cừu đi qua nha. Đây là cạc tia, mình đọc là Ginzet phải không? Còn là đúng rồi, Promenade du Ginzet. Promenade là cái khu này là để mình đi bộ luôn. Đi qua có những cái cụ nha, phải cẩn thận đi qua đường có xe đi qua lẹ. Thank you.
được nuôi thì chúng được đều được cho đeo những tiếng chuông đó mà. Đi xuống dưới đây phía xuống chút này. Phía trước đây là hồi trước phía bên dưới khu nhà của Nini ở cũng ngay cù. Một thời gian là trong mùa hè, mùa xuân với mùa hè họ đem cù về phía sau đó. Nhưng mà bắt đầu chuyển sang mùa thu thì không còn nghe tiếng. Và buổi sáng thì không còn nghe tiếng của mấy cái cù nữa thì họ di chuyển ra đi chỗ khác rồi. Ở bên đây thường thế nơi khác thì người ta không để ở một khu vực cố định. Người ta sẽ luôn phiên di chuyển cho nó đi ăn cỏ ở những khu vực khác nhau như vậy nè. Người ta chắc là người ta di chuyển cho nó thay đổi môi trường một xíu chứ không để nó ở một nơi hoài. Cái này sắp tới mùa khô mùa đông rồi, mấy bạn cùng này sẽ được di chuyển đi một nơi khác nữa rồi. Nếu mà có gì thì mùa đông thì sẽ cập nhật sau ha. Cả nhà biết là nó có còn ở đây nữa không. Ê, có nó còn nó cù trắng này. Chú cả nhà biết bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 10 giờ 45 rồi. Phía bên kia có thấy không? Cả nhà có thấy không? Phía kia là cây cầu treo. Đây là cây cầu treo đặc trưng trong thành phố Tivu. Trưa rồi, bây giờ mình tạm biệt mấy bạn cù này, mình đi về nha. Bye bye nha mấy bé cù, cảm ơn mấy bé nha. Cho mình quay phim, cho Nini quay phim nha. Bye bye, chúc một ngày vui vẻ nha. Giờ Nini cũng đi về thôi cả nhà. Là 10 giờ 45 rồi. Hôm nay bầu trời một ngày mùa thu rất là đẹp. Trời trong xanh, không có gặp một miếng mây nào. À, mà hình như cũng có, chút xíu. Mình đi về nhé cả nhà.